và nuôi cái đánh cá bảy cá đuôi đồng. Thời gian cài đặt là 45 giây. Và bây giờ mình sẽ cấp nước để cho máy chạy. Sau khi cấp nước thì các bạn khóa các cửa lại và đổ cá vào. Đóng chặt cửa vào và bấm công tắc để cho máy chạy. Và đây là thành phẩm sau khi chúng ta test chiếc máy Casio Tenka 500, chiếc máy đánh bảy cá chuyên dụng dành cho nhà hàng và quán ăn. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.